Bệnh gì mà bệnh? Ăn quá ăn cho con hợi vậy đó. Ăn nhiều vô thì làm sao ra kịp. Nói không đúng rồi, chề môi. Chề đâu, con rặn với chề đâu. Trời đất ơi, ngồi đây mà rặn. Tranh thủ được miếng nào hay miếng đó chứ. Ba, con thấy vậy nè. Ba là đàn ông á, ba có dùng hết sức bình sinh làm một cú mạnh thiệt mạnh đã ra hết thôi, có gì đâu. Trời đất ơi, em nói gì kỳ vậy? Ba bốn năm ngày nay đi chưa được, ít nhất cũng phải 4-5 phát. Chứ ở đó kêu ba dồn một phát là bể cái lavabo đúng không ba? Khùng hả? Tao ngồi bằng cầu làm gì bể lavabo. Ủa chứ nó gọi là gì? Cái thằng này. Trời ơi, cái gì? Mới nói cái gì đó? Sao con lại kêu anh con bằng thằng? Dạ con quen rồi ông nội, không sao đâu ông nội. Kệ nó đi, đừng có la nó. Kệ. Không có. Con đâu kêu vậy đâu. Mới kêu đó. Mới kêu đó. Mà tại sao không kêu anh mình bằng anh vậy con? Hả? Đội cảnh cáo nghe chưa? Lần cuối cùng không bao giờ được phép gọi anh mình mà là thằng nữa nghe chưa? Dạ. Còn Minh. Dạ. Nếu mà nó còn gọi con là thằng, mét đội. Dạ. Ba bệnh hoạn mà tụi con làm ba thất vọng quá. Ăn nữa hả? Trời đất ơi, ra không được mà cho vô hoài. Con đói quá. Tuần sau chị nhớ tới tái khám đúng ngày nha. Anh ơi, tới lượt anh vô khám kìa. Lên gọi, cổ phiếu lên rồi, khỏi khám nữa, bye bye nha. Ê, em ơi. Cái gì lên vậy? Cổ phiếu lên nè. Cổ phiếu nào? Cổ phiếu xây dựng lên đó, nè, chú coi đi. Ồ, trời ơi. Ê, còn cổ phiếu công ty du lịch sao? Thì cổ phiếu công ty du lịch xuống rồi chứ sao. Thôi bye bye đi nha. Bye bye. Chết chắc. Anh ơi, anh Quy được con ơi. Ra liền, giải quyết chuyện này lỗ nặng rồi kìa. Gì vậy ba? Trời đất ơi, cổ phiếu mà hồi tuần trước mình mua của công ty du lịch á, bây giờ nó xuống còn có 7,000, lỗ nặng rồi, bán liền. Trời ơi ba ơi, con đang rối nùi trong này rồi ba còn kêu con ra lẹ, sao ra được ba, con chưa có xong. Ra lẹ đi con ơi. Con trong này đang thất bại nè, ba kỳ quá, từ từ đi, ba đợi con chút xíu đi. Trời ơi, mình ra giải quyết chuyện này đi, rồi đi bao lâu cũng được con ơi. Ra đi. Mày không ra phải không? Ba muốn làm gì ba làm đi. Ra tao tự giải quyết lấy. Cái thằng vô tích sự, vô tích sự. Bấm đài thứ coi. Trông kỹ ta. Ủa, là cái gì không hiểu. Trời ơi, ba làm cái gì vậy ba? Ba hết rồi. Ba làm gì vậy? Ba không có biết số, ba bấm là nè. Trời ơi, ba bán mà không bán, ba mua vô làm chi vậy? Ủa, mua hả? Ba bấm mua rồi kìa. Thì ba đã nói là ba lỡ tay, ba không biết gì. Bấm mua có 2,000 với 7,000 đồng thì có 14 triệu thôi, làm quá. Trời ơi, ba ơi, ba nhấp 3 lần là nó đạt thành 6,000 là 42 triệu. Ba không biết thì ba đừng có đụng vô. Cô nói đợi con một chút đi mà. Bấm bay. Có tiếng này lồi hỏng rồi. Con người. Lẹ đi ba ơi, con sắp khui sâm banh rồi. Trời ơi, tao chưa xong mà, nghe mắc cười quá. Chưa giải quyết được cái gì trong này đâu. Không được đâu ba ơi. Ba không thương con hả ba? Ba lượm con ngoài sọc rác đúng không? Chạy vào phòng khám của ông nội đi đỡ đi. Mẹ đi ba ơi, ba không cho con vô thiệt hả? Để tập trung tao làm cho xong đi rồi tao ra. Con ghét ba. Hả? À? Như mày cửa cho bạn mở mình vào luôn á. Bạn chỉ cho mình bài này nha. Sao bạn lựa cái thời điểm nghiệt ngã quá vậy? Như My, hai bạn đợi mình tí được không? Mình đi công chuyện cho mình quay lại liền. Không, để mình hỏi người khác rồi. Như My, để tôi chỉ cho. Lẹ đi, chứ tôi phui xăm banh chắc là thấy lạ đó. Vô đi Như My, ngồi ghế trắng kìa. Cơ hội tới rồi, mình phải chớp lấy thời cơ này để gây ấn tượng với Như My mới được. Ủa, sao bà không chịu ngồi xuống đi? Tại mình đứng mình thấy tự tin hơn đó mà. Thôi ngồi xuống đi. Cũng được.
Ông bạn bị gì vậy? À, không có gì đâu. Bạn hỏi bà gì vậy, Yumi? Ừ, bạn chỉ cho mình bài số 3 nha. Bài số 3 hả? Ừ. Ủa, mà sao mặt bạn mồ hôi nhễ nhại vậy? Xin chào người anh em. Cái gì được đây? Vô đây chứ vậy? Có nhớ chuyện sáng nay cho mày ăn không? Thôi mà, cho anh xin lỗi đi. Bố anh không dám nữa đâu. Ủa, Mận ơi, Minh bị gì á mà mồ hôi quá trời luôn kìa. Để coi coi, Minh bị gì ta? Mồ hôi thì nhễ nhại, mặt thì đỏ chót. À, đây là dấu hiệu của bệnh mắt. Ôi, đừng có nói mà. À, không có gì đâu Yumi, bạn học bài tiếp đi. Bạn học tiếp đi mà. Nghe nè, anh mới mua cái đồng hồ mới, thích không anh cho? Nói đi. Đồng hồ mới mua hả? À, như đó vẫn chưa có đủ. Thôi đây. Thôi được rồi, giá chót nè. Anh mới chơm được của ba. Cái chai dầu thơm á, thích không anh cho luôn. Ủa, mà cuối cùng là Minh bị gì vậy Mẫn? À, Minh bị gì á hả? Minh đang bị bệnh mắt. Cỡ đó mà. Tôi mắc cỡ mà Yumi. Yumi ơi, bạn hiểu bài chưa? Mình vẫn chưa hiểu nữa. Bạn giải lại cho mình nha. Trời ơi, dễ gì mà cũng không hiểu nữa trời. Mày nói cái gì vậy? À, không, mình đâu có nói gì đâu. Yumi à, hay là bây giờ để mình đọc kỹ đề bài lại xong chỉ cho bạn nha Yumi. Thì Yumi à, thật ra cái bài này dễ lắm. Có đáp án nè. Minh, bạn làm gì vậy? Sao bạn xé sách của mình? Không phải đâu Yumi. Bạn đừng có ý là bạn học giỏi rồi bạn muốn làm gì làm nha. Xin lỗi Yumi, đừng có hiểu lầm mình mà. Yumi. Ba ơi, tại ba hết đó. Tại ba mà Yumi giận con đó. Ba. Trời ơi, tại ba cái gì? Ba ở trong này có làm gì mày đâu. Con ghét ba quá. Thành công không con? Trời ơi. Sao vậy? Nè con, ra được miếng nào không? Không mẹ ơi. Hả? Thất bại ê trời. Không có thành công hả? Không được một miếng luôn. Thôi đi ra đây ngồi quá. Con sử dụng 200 phần công lực mà nó không nhú luôn á. Trời ơi, mày điên hả Hạnh? Đi toilet mà mặc đồ chi mà lịch sự vậy? Hả? Hèn gì, trời ơi nóng gần chết. Nè nè. Nè, nếu mà đi không được thôi để mẹ mua thuốc sổ cho con nghe, cho nó ra cho lẹ nha. Không được, không được, không được. Sao vậy? Dạ con dặn rồi, con phải đi theo cách tự nhiên để con ăn đu đủ nhiều nhiều chút xíu. Trời ơi, mẹ cho mày ăn đu đủ nè, rồi cho ăn bưởi mà cũng không có ra. Tối ngày là nghe lời vợ không à, không nghe lời mẹ hết trơn. Bị như vậy là phải đi mua thuốc. Không được, không được, con không có uống thuốc được, vợ con dặn rồi. Bây giờ đi theo cách tự nhiên. À, mẹ ơi, có cách này hết sức là tự nhiên nè mẹ. Cách gì, cách gì? Bây giờ mẹ kiếm đồ gì mà